bám địa bàn, nắm chắc tình hình, sẵn sàng làm nhiệm vụ bất kể ngày đêm hay sự nguy hiểm. Lực lượng công an các xã thị trấn của huyện Yên Mô đã góp phần tích cực cùng với cả hệ thống chính trị kiểm soát, ngăn chặn, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh. Một buổi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Yên Thắng. Công an xã có mặt từ sớm, phối hợp cùng các lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chính vì thế, mặc dù số lượng người đông, song các khâu, các bước đều diễn ra theo đúng quy trình, nhanh chóng và đảm bảo an toàn. Lực lượng công an xã đóng vai trò rất quan trọng trong công tác hỗ trợ nhà trường để bảo vệ an ninh trật tự, rồi hướng dẫn các em học sinh trong nhà trường về cách phòng chống dịch COVID và thực hiện đúng 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Thì đa số các bạn đã chú ý lắng nghe và thực hiện rất là nghiêm túc để thực hiện cái buổi test COVID này thành công. Từ ngày 19 tháng 12, khi phát hiện ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an các xã thị trấn đã không quản ngày đêm, phối hợp với các lực lượng có liên quan đảm nhận nhiều phần việc quan trọng. Chúng tôi phối hợp với các ngành, các cấp thực hiện tốt các công tác phòng chống dịch, đặc biệt là nó phối hợp với lại cơ quan y tế. Khi có các cái ca bệnh trên địa bàn thì chúng tôi tập trung khoanh vùng, rồi là đưa đi cách ly, không để dịch bùng phát. Trên địa bàn xã Yên Thắng hiện tại đã phát hiện một ca dương tính với COVID. Thì ngay trường hợp này chúng tôi đã rà soát kịp thời và phối hợp đưa đi cách ly tập trung và điều trị theo quy định. Lực lượng công an xã Yên Thắng đã tích cực chủ động phối hợp với lực lượng y tế và các ban ngành đoàn thể trong toàn xã để rà soát xác minh người từ nơi khác về địa bàn, những người mà từ các vùng dịch về địa bàn để phải đưa vào các diện cách ly tại gia đình, cách ly tập trung tại điểm trường mầm non. Thì cán bộ công an xã Yên Thắng thường xuyên cử cán bộ sang đấy đảm bảo an ninh trật tự bên trong khu cách ly và bên ngoài khuôn viên khu cách ly để đảm bảo cho cái việc cách ly tập trung diễn ra an toàn tuyệt đối. Đặc biệt đối với toàn bộ xã Yên Nhân và một phần của xã Khánh Thịnh bị phong tỏa 14 ngày để phòng chống dịch COVID-19. Lực lượng công an xã tại đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên chuyên ngành mà còn như người thân của dân, chăm lo, giúp đỡ, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần. Lực lượng công an xã đảm bảo công tác an ninh tại địa bàn, đặc biệt là cái công tác đảm bảo về an sinh xã hội và tiếp tế lương thực thực phẩm, đảm bảo làm sao mà mỗi người dân ở địa phương không phải thiếu thốn về cái vật chất. Và chúng tôi cũng tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh COVID để bà con nắm được, để cho nhân dân là không hoang mang, dao động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Dịch bệnh COVID-19 tại huyện Yên Mô đã cơ bản được khống chế và kiểm soát. Trong kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an các xã thị trấn với sự quyết tâm sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền và người dân ở mọi lúc, mọi nơi.